Welcome to Kim Dong Primary School, Grade 4, Family and Friends Special Edition. Hello class, how are you today? Today we learned Unit 1, They're from Australia, Lesson 4. Before we start our lessons, let's have workbook correction. Please open your workbook, page 10. Cô khen ngợi những bạn đã hoàn thành sách bút trang số 10 và những bạn nào chưa hoàn thành thì các bạn cố gắng hoàn thành workbook trước khi chúng ta xem video nhé. Okay, thank you. Here we go. First, exercise 1, you will listen and check the box. Nghe và chúng ta sẽ tích vào đây. Trước tiên là chúng ta nhìn vào tranh và cô sẽ hỏi và các bạn sẽ trả lời thêm nhé. Number 1, where is she from? She's from Mexico. Very good. Where is he from? He's from the USA. Yes or no? No, he's from Australia. Yes. How old is he? He's 9 years old. Where is he from? He's from the USA. How old is he? He's 9. Okay. Understand? Listen and find out what's the answers. Here we go. Number 1. Listening 2. Listen and check the box. 1. Hi, Jane. Hi. Where are you from? I'm from Mexico. I'm from Mexico. So the answers may be A or maybe C. Right, we continue. How old is she? Are you 8? Yes, I am. So the answers. Are you 8? Yes, I am. So is this the girl, this girl? Yes, number 1, A. And how about number 2? Listen carefully. 2. Hi, Tam. You're from Australia, aren't you? No, I'm from Vietnam. How old are you? I'm from Vietnam, so maybe B or C. Now listen. For you? I'm 8. How old are you? I'm 8. So the answer for number 2 is C. Well done. We continue with number 3. 3. Hi, what's your name? I'm Ellie. I'm 9 years old. Where? I'm Ellie. I'm 9 years old. So this girl is just 9 years old and the orders are 10. Now here we go. Continue. Where are you from? I'm from Australia. I'm from Australia, so the answer for number 3 is B. All right. We continue with number 4. 4. Hi. Are you Carl? Yes, I am. Where are you from, Carl? I'm from Brazil. Where are you from? I'm from Brazil, right? So just one Brazil here. Now listen carefully. How old is she? 8? No, I'm 9 now. So the answer is for number 4 is A. Easy. Continue with number 5. 5. Hello. Are you T? Yes, I'm T, and I'm 9 years old. I'm T, and I'm 9 years old, the girl, so maybe A or C. Are you from Thailand, T? No, I'm from Vietnam. Are you from Thailand? I'm from Vietnam. So the answer for number 5 is C. Yeah. She's from Vietnam, and she's 9 years old. The last one, number 6. 6. Hi, you're Jack, aren't you? Yes, I'm Jack. Are you from the USA? Yes, I am. Are you from the USA? Yes, I am. So maybe which one? A, B, C? Now listen with the second clue. And how old are you, Jack? I'm 10. How old are you, Jack? I'm 10. So the answer for number 6 is A. Very good. Right, we're moving exercise 2. Right. Và đây yêu cầu các bạn là viết
dùng những cái từ này và ta sẽ cho vào những chỗ trống ở đây. Được không các bạn? Ví dụ như I'm from Brazil, tôi đến từ Brazil. Rồi nice to meet you. Vậy chỗ này sẽ là it. Yeah, here it. It's nice to meet you. Hello, hello. Nice to meet. Very good. This is my friend. Đây là bạn của tôi, bạn của tôi. He's from the USA, đúng rồi. Anh ta đến từ USA. Hello, hello. How you, có you thì chúng ta sẽ chọn là how are you today? Where are you from? Are you from? Bạn đến từ đâu? I'm from Vietnam. Hello, hello. How are you today? Are you today? Rồi, các bạn tạm dừng cái video, các bạn sẽ sửa bài và vở của mình nếu các bạn có những điểm nào sai vào sách bài tập. Rồi, chúng ta sẽ hát lại bài hát này một lần nhé. Các bạn đã thuộc bài hát này chưa nào? Nào, here we go. Now we will sing the song Where Are You From together. Are you ready? I will turn off the volume and you will sing louder please. Các bạn, cô sẽ mở volume nhỏ và các bạn sẽ hát to lên cho cô nha. Xem những bạn nào đã thuộc bài hát nào. Listen and sing. Where are you from? I'm from Brazil. It's nice to meet you. Hello, hello. Nice to meet you too. This is my friend. He's from the USA. Hello, hello. How are you today? Where are you from? I'm from Vietnam. Hello, hello. How are you today? Do you want to listen again? Sing the song again? Now, here we go. Tôi hát lại một lần nữa nhé. Có vẻ như là có một số bạn chưa thuộc lắm nào. Listening 9. Listen and sing. Where are you from? I'm from Brazil. It's nice to meet you. Hello, hello. Nice to meet you too. This is my friend, he's from the USA. Hello, hello, how are you today? Where are you from? I'm from Vietnam. Hello, hello, how are you today? Rồi, rất là thú vị các bạn, đúng không nè? Các bạn thuộc bài hát thì các bạn sẽ hát rất là hay nè. Chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Ta sẽ bắt đầu vào bài của chúng ta hôm nay. Please open your student book page 11. Các bạn sẽ mở sách của book vô cô trang số 11 nhé. Please open your student book page 11. Listen, point and repeat. Are you ready? Now here we go. Listening 10. Listen and point. Cr. Crayon. Br. Brush. Sp. Spoon. Sn. Snake. Dr. Drink. Pl. Play. Dr. Drink. Sn. Snake. Pl. Play. Sp. Spoon. Br. Brush. Cr. Crayon. Listen and repeat. Now this time you will listen and repeat. Cr. Crayon. Br.
brush. Sp, spoon. Sn, snake. Dr, drink. Pl, play. Mà các bạn biết cách đọc chưa nào? Đọc lại cho cô một lần nhé. Br, br, crayon. Br, br, brush. Sp, sp, spoon. Sn, sn, snake. Dr, dr, drink. Bl, bl, play. All right. Now here we go. You look at this one. We will play a game. Match the picture with the word. Ta sẽ nối bức tranh với lại cái hình, cái từ cho cô nhé. Now this one, what's this? Crayon. This one, spoon. This one, brush. And snake. Now here we go. The word here, and you will find out which one is belong to. So this one here, yes or no? No, it's, you can see it's easy. Crayon. How about number two? Spoon. Spoon. This one. Spoon. Vậy chúng ta sẽ nói từ đây đúng không các bạn? Right. Alright. How about number three? What is we call here? We call here is brush. Brush. Vậy chúng ta sẽ nói với đây. Đúng không nào? Bạn ta sẽ tiếp tục này là snack, câu cuối cùng rất dễ đúng. Snack. Moving more. Một vài nữa nhé. Now look at this one. What's this? Dr, dr, drink. Sp, sp, spoon. Bl, bl, play. Now look at this one. Easy? This one? For this one? Yes or no? For this one? Okay, very good. And how about this one? Spoon, we connect with this one. Yeah, very good. And last one, play, easy. Chúng ta chơi dễ đúng không nào? Right. Now you can look at the pictures and tell me what the activities. What the activities is this? This one is this one, drink from a cup. Two, eat with a spoon. Three, play with a ball. Number four is draw with a crayon. Okay, rồi các bạn đọc lại cho cô nè. Drink from a cup. Eat with a spoon. Play with a ball. Draw with a crayon. Okay, 1, 2, 3, 4 here. Now look at, you will listen and change. Nghe một lần nhé. Listening 11. Listen and chant. We drink from a cup. We eat with a spoon. We draw with a crayon. We play all afternoon. Rồi giờ các bạn muốn đọc chan được thì chúng ta phải đọc phần này trước cho cô nhé. We drink from a cup. We eat with a spoon. We draw with a crayon. We play all afternoon. Rồi, bây giờ để các bạn đã thuộc tương đối rồi đúng không ạ? Vì vậy bây giờ các bạn sẽ đọc theo cô bằng cách giọng chan nhé. We drink from a cup. We eat with a spoon. We draw with a crayon. We play on afternoon. Is this okay? Rồi cô sẽ đọc chậm lại cho các bạn cùng nghe và đồng theo cô nè. We drink from a cup. Good. We eat with a spoon. Okay. We draw with a crayon. Well done. We play on afternoon. Good job. In exercise 4, you will have circled the beginning letters. Listen and check. Trước tiên là chúng ta sẽ khoanh tròn cái chữ bắt đầu của cái từ đó. Và sau đó là chúng ta sẽ nghe và kiểm tra. Number one, this one is drink. Vậy
drink. Number two, is it the cloud? Now, and how about number two? We will circle A or B or C or D. Now we continue with exercise four in your student book. Circle the beginning letter, listen and check. Ta sẽ khoanh tròn cái từ bắt đầu và sau đó chúng ta sẽ nghe và kiểm tra lại. Now, we will do it. Number two, this is, what's this? Cloud, so gl, this one. Yes or no? Number three, chúng ta này chúng ta mới khảo sát thôi nhé. Và chút nữa chúng ta sẽ nghe và kiểm tra lại. Number three, this one, spoon, all right, this one, play. Number five, frog, yes. And number six, brush. Number seven, crab. This one, the last one, number eight, snake. All right, now we will check, listen and check whether it's right or wrong. Listening 12. Circle the beginning letters. Listen and check. 1. Dra. Drink. 2. Cla. Cloud. 3. Rồi, nãy các bạn nhìn thấy nãy ta đọc là cla, cloud và chỗ này là correct, chính xác. 3. Spoon. Spoon. 4. Play. 5. Frog. 6. Brush. 7. Crab. 8. Snake. Good job. Các bạn rất tuyệt vời, các bạn sẽ đây là những cái âm đầu. Chúng ta sẽ chú ý vào cái tr cả d các bạn. Spr l. Okay, now we move in. You look at this room. How is this? How is the bathroom? This is untidy. This is untidy. Okay, and what should we do with this room? Ta nên làm gì với cái phòng này các bạn? What should we do? We should make our bedroom tidy. Chúng ta phải tự dọn dẹp cái phòng ngủ của chúng ta gọn gàng. Đó là cách để chúng ta giúp đỡ ba mẹ mình cũng như là chúng ta sẽ tạo nề nếp cho bản thân. Được không các bạn? Rồi, homework. Please copy the words crayon, brush, spoon, snake, drink, and play for two lines. Do exercises on page 11 on your workbook. Cô sẽ hướng dẫn sơ phần bài tập ở trang 11 nhé. Now look at this one. Ở đây chúng ta sẽ cho vào cái âm đầu tiên, complete the word, hoàn thành cái từ. Còn sót lại, ví dụ như chữ đầu tiên là con này là gì các bạn? Snake. Như vậy chúng ta sẽ thêm vào SN. Vậy các bạn hiểu cách làm chưa nào? Ok. Về nhà các bạn làm cho cô nhé. Và cô sẽ hướng dẫn bài tập số 2. Ở đây các bạn say the sounds, circle the picture with the same sound. Ở đây người ta cho một cái âm này nè các bạn. Bây giờ các bạn sẽ tìm cái từ nào trong ba bức tranh này nó có cái âm giống y hệt như cái này. Thì chúng ta sẽ khoanh tròn vào. Ví dụ này là gì các bạn? Cat. Bathroom or bed. This one, drink. Như vậy theo các bạn âm nào giống với cái từ này? Bức tranh nào? A or B or C? It's C. All right. Hiểu ý không các bạn? Tương tự các bạn sẽ đọc cái này và tìm ra cái từ nào thích hợp và các bạn sẽ khoanh tròn vào cái hình ảnh đó, cái tranh đó. Understand? Yes. Exercise 3. As in exercise 3, you will listen and fill in the correct blanks. Các bạn sẽ điền vào cái chỗ trống này. Và ở đây các bạn, cô khuyến khích các bạn
không nên mở sách student book. Chúng ta cố gắng nghe. Bởi vì cô sẽ gửi cái file nghe cho các bạn và các bạn cố gắng nghe và cố gắng. Đây là cách để chúng ta luyện tập. Được ha? Đừng mở sách chúng ta chép vào thì nó sẽ không hay. Nào, here we go. Chúng ta sẽ nghe mẫu một câu và nghe các bạn. Listening 3. Listen and write. We drink from a cup. Các bạn nghe rõ không nè? We drink from a cup. We drink from a cup. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ điền vào chữ drink. Tương tự các bạn sẽ về nhà làm tiếp cho cô nghe và làm tiếp cho cô 2, 3, 4, 5. Được không các bạn? Rồi. It's time to say goodbye. See you next lesson.